chỉ còn 68 ngày nữa, tôi sẽ chính thức thi đại học. Với cái số ngày còn quá ngắn ngủi như thế này, thì giờ các bạn đồng trang lứa như tôi nó cũng đã cày đầy mất ăn mất ngủ, ngủ nó cũng học. Có thằng thì dậy hẳn 4 giờ sáng để học. Hiệu ứng này cũng đã tác động đến tâm lý của tôi, chí ít là buổi sáng cũng đã biết tự dở đề ra mà làm, đi học thêm cũng ngồi nghe giảng hơn. Khoanh được hai câu toán với câu lý, tôi khá là mệt rồi, thế là mình quyết định là mình chơi liên quân cho đỡ chán. Vừa tí thôi anh em cần Batman đâu nhỉ? Chị kìa. Vừa nói xong. Vào gì không? Không. Ách. Không được. Về. Mày à. Bố mày bảo mà. Ủa. Sao? Thôi. Chào em. Anh Batman ơi. À! Đây rồi. Florentino quá ghê gớm. Ui. Đấy nó phải mua như thế bạn ạ. Ui hay rồi. Quá là kiểu. Quá là kiểu. Eron cay đuổi thằng Lambert. Peta kiểu. Em cay chúng. Em không đôn làm gì. Ôi mày chết. Ôi mày chạy. Chết bạn giờ thằng mồ côi. Mì dày ao nhây. Ôi nghe. Ôi hộ. Lily zig zag hộ cái. Thôi mày xong rồi. Ôi mồ côi. Tiến vào màn đêm rồi. Ôi. Ui giời chết ngược, ui giời. Ôi, tiến vào màn đêm. Ui bọn mình thử chơi combo đẩy trụ đi. Combo đẩy trụ là cái combo đéo rồi. Rony với cả thằng Zip. Ông cần chiến thắng đến thế à Bình? Chúng ta chơi game vì gì? Giải trí. Đi phá game đi, chung game đi. Đùa đấy. Vợ nhặt. Vợ nhặt rồi, quả đấy tôi vợ nhặt rồi, cứu tôi. Đây, Kim Lân cứu đây. Mỹ Châu. Dạ mà. Kim Lân với Mỹ Châu. Ăn cứt rồi. Ôi. Tao có khiên. Khiên cái lần. Tao có khiên. Khiên. Tao có khiên mới đúng. Chúng mày. Ô, Trần Bình. Cái thằng này đau thế. Chả đau hay sao? Ngu ghê. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Mày bán cái tem YouTuber 5-10, 2-10, 3-10. Có cái tem là như này sáng lắm rồi đấy. Đây là cuốn sáng lắm rồi đấy. Nào. Và đây là Florentino. Florentino. Hoodie. Ui, thằng này chết rồi. Trời, đang buông hút, ui, đang buông hút, trời ơi. Ôi, mẹ tôi gọi, tôi muốn hút thuốc. Con. Tôi thắng rồi đấy. Thắng kìa. Win rồi. Ôi, nó chuyển bại đỉnh thương rồi. Bạn ơi, mà ngu công bạn ơi. Bạn ơi. Về. Chuyển thua thành bại. Thế này anh em mình hãy chuyển thua thành bại đi. Thế lại đừng bắn đồ nhanh.
bắn lâu không lâu lâu. Không có tiền. Chìm 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 ơi lụm 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 tuyệt vời luôn. Thắng nhá. Đất kèo. Trận tiếp theo thì tôi phải chơi game một mình bởi vì mẹ ganh rồi. Cái trận này thì mình quyết định cầm Elsu. Dạo này xem TikTok chung thấy bắn hơi ảo nên mình cũng thử sức xem sao. Lần đầu quay clip mà có người nhận ra mình nên là mình bị ngại, nên là mình nhận là mình fake. Vừa làm quả chiêu 2 cướp được con chim, đang vênh mặt thì thằng rừng nó dí. Lẽm bẽm tôi cũng bắn thường rỉa màu nó chơi chơi, xong nó xoay vòng. Các bạn biết gì không? Trong tất cả các con tướng thì con Elsu là con có vòng đời ngắn nhất. Elsu tỉnh dậy, Elsu ngắm bắn, Elsu bắn trượt, Elsu chết. Không có support không phải là vì không có support. Support tật, support ngu, support theo trai rồi. Ông Dung dặn chiêu 2 ta ngồi, nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng. Không biết là có phải do thằng ta ra cay con Elsu hay là nó muốn tôi phải sống không bằng chết hay không. Mà nó cứ thấy tôi cái là nó lao như con hổ đói. Xong con Aya cậy con chàng trai sĩ gái thở quả câu YouTuber đó. Bản thân sống như con súc vật của lắm mồm. Trong khi tôi phải tìm cách níu giữ cái mạng sống như cách tôi cố gắng giải thích là con mua điện thoại mới để học chứ không phải để chơi. Thì con Aya nó vẫn thằng AD chết rồi à? Hi hi, nhưng mà anh yêu nôi quang sứ, ngầu lòi của EB gánh được mà. Nó gánh may nên đem mới thua đấy. Thực sự đây là lần đầu tiên tôi bị ăn đòn nhiều như trận này. Cái số mạng của tôi nó cứ lên dần cho đến khi tôi gỡ được một cái mạng, lấy lại được cái danh dự. Đang lật kèo, lật tới đít rồi, mẹ bỗng dưng thằng Tara bật chế độ tàn sát. Ba anh em tôi liền chạy. Nhưng thay vì chạy chung thì hai thằng kia nó lại chia ra. Vì chúng nó biết là chỉ cần tôi chết thì thằng Tara nó sẽ không đuổi theo thằng nào nữa. 10 mạng cũng là dấu chấm hết cho cái video lần này. Vì cay quá nên là mình quyết định đánh thêm 4 trận Elsu nữa cho đỡ tức. Cuối cùng thì cả tôi đấy mình vẫn chưa học được một tí gì. Chị tặng mình rất là nhiều. Đây, một bộ bài tarot này mọi người. Một cái cũng là một cái dạng thẻ bài. Và một cái board game. Và một con chó với một con mèo. Con mèo chắc mình sẽ để bàn làm việc. Chẳng ví dụ để đây này. Nhìn khá đẹp. Một hộp quà khá là đẹp. Chắc là tôi cũng sẽ để đấy để làm kỷ niệm. Lần đầu được tặng quà. Bởi vì nhìn nó cũng khá đẹp này. Thực sự cảm ơn chị rất nhiều vì cái món quà này. Còn bây giờ thì bye bye.